Tặng gửi tặng đến toàn thể các vị ông bà, chú cha và bố mẹ đã hiện diện tại khán phòng của ngày hôm nay.
cảm ơn là một tiết mục múa rất đặc sắc do tập thể các cô các bác đến từ đội múa chùa cao tuổi ở bản Ban gửi tặng đến quý vị. Và quý vị chúng ta cũng nên dành một vòng tròn có thật lớn vẫn để tặng một tiết mục múa của các cô các bác được không nào?